Đỗ Thành Ngân xin kính chào quý khách. Hôm nay đang là buổi chiều ngày 7 tháng 11 năm 2016. Quý vị đang xem video clip chúng tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của Đỗ Thành Ngân nằm tại làng nghề Mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và hôm nay trong cái video clip này chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu quý vị nhân vật chính của clip này, chính là bộ bàn ghế móc mỏ bằng gỗ gụ, hàng VIP, hàng to, dài và dày hơn các bộ bình thường rất nhiều. Bộ bàn ghế này là Đỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần oanh chi cho khách hàng, đó là anh Duy, anh ở phố Sổ, Phú Xuyên, Hà Nội, cách Đỗ Thành Luân chúng tôi chừng vài km. Thành Luân rất trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi và đặt hàng. Quý vị đang thấy trên hình đây, bộ này gồm có 6 món hàng thửa, ván dày phân rưỡi, khuôn tranh dày 3 phân, yếm 3 phân. Và ghế nó dài, rộng, to hơn rất nhiều so với các bộ bình thường. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây, chiếc ghế dài đây, bàn ghế này Đỗ Thành Luân chúng tôi đã oanh chi theo đúng lối cổ truyền. Oanh chi rất đẹp, đúng theo lối cổ, rất có giá trị và sờ và càng ngồi càng giá trị, càng dùng càng sẽ giá trị, sang trọng cho hôm nay và giá trị cho mai sau. Quý khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp chúng tôi 0967110389 hoặc là 0972770888. Đây, nó rất dày. Để nói là bộ bàn ghế này là hàng thửa, là quá là VIP luôn. Trong cái thời điểm này thì để dựng được những cái bộ ghế nó đặc sắc này nó rất chi là khó, hiếm có, khó tìm. Nó gồm có một ghế dài và hai ghế đơn cộng một bàn. Và trong các cái clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu phần mộc rồi. Đấy, quý vị đang thấy đây, nó rất đặc sắc và đẳng cấp. Đây, hai chiếc ghế đơn và toàn bộ vách này là vách gỗ đục tay, đục thủ công 100%. Đấy, quý vị đang thấy đây. Đấy, quý vị. Và anh Duy cũng chính là người đã chuyên chở hàng, lái xe cho Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Nhiều khi đi giao hàng anh cũng là người đi trực tiếp đi giao hàng giúp chúng tôi. Anh rất am hiểu về đồ gỗ. Đấy, quý vị đang thấy đây. Và ngoài bộ bàn ghế móc mỏ này ra của anh Duy thì chúng tôi còn một bộ của anh Tạ Hoàng Lam, Tạ Hoài Lam ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị trong công đoạn của anh Chi hoàn thiện cho anh và gia đình. Tôi cũng quay lên đây để anh Lam thấy được. Anh ở Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trưởng chúng tôi trong này lúc này đang rất chi là bận rộn, rất lập với công việc cuối năm. Tết chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tôi cùng đi qua một số sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân. Ở đây là chiếc sập tập điểu quần mai kích thước 1m8 x 2m, được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của chú Xuyên, chú ở Vân Tảo, xã Vân Tảo, Thường Tín, Hà Nội. Và đây là bộ ngũ lân cũng đã được oanh chi. Và hôm nay thì chúng tôi giới thiệu rất nhiều các sản phẩm oanh chi. Oanh chi theo đúng lối cổ truyền, đây bộ ngũ lân của chú Sỉ, chú ở Thanh Hóa. Và phía này cũng là một chiếc sập lưỡi của chú Hiến, chú ở Kim Bảng, Hà Nam. Đây, chúng tôi chuẩn bị bàn giao. Đang nhân công của chúng tôi đang oanh việc oanh chi đây. Đây là toàn cảnh trong xưởng của Đồ Gỗ Thành Luân. Quý khách có thể bớt chút thời gian về Đồ Gỗ Thành Luân thì tôi xem hàng trực tiếp. Và đây là bộ cuốn thư câu đối của anh Khánh, anh trở về Thanh Hóa, anh đang công tác và làm việc ở Bình Dương. Quay trở lại với bộ bàn ghế của anh Duy ở phố Sổ, Phú Xuyên, Hà Nội. Bộ bàn ghế này nó rất chi là đẹp, rất chi là đẳng cấp. Phải nói là những cái sản phẩm nó đặc sắc như này không phải lúc nào là cũng làm được. Trong cái thời điểm gỗ này đang rất chi là khan hiếm, khả năng là chúng tôi có thể dựng được một vài bộ như này nữa. Quý khách có nhu cầu liên hệ với chúng tôi 0967110389 hoặc là 0972770888. Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong những clip sau.